Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hà Nội Computer. Như thường lệ, mình là phóng viên Sàm Sàm Vinh Tokuda và mình đã quay trở lại. Ở video này sẽ là một video về những cái tổng hợp về những cái công nghệ mới, những công nghệ khủng được tích hợp ở trong một con chuột hay một cái bàn phím mà thực sự chúng ta không dùng đến, không hữu dụng cho lắm. Và nó chỉ hữu dụng trong khoảng một vài năm tới. Hay nói cách khác là đây là những công nghệ đi trước thời gian khá là nhiều. Và thậm chí là nó có thể lên tới là một vài thập kỷ thì chúng ta mới thực sự sử dụng đến những cái công nghệ này. Và như ở tiêu đề thì đây là series công nghệ tail. Và chào mừng đến với video. Cuộc đua về chất lượng sản phẩm thì nó đã được bắt đầu từ rất là lâu. Tất cả các hãng đều chạy theo những cái con số hay là những cái công nghệ mới với những cái tên nó rất là gì và nại nọ. Những cái thông số cao ngất ngưởng như là ở trên một con chuột chúng ta sẽ có những cái thông số ví dụ như là 16.000 DPI. Hay thậm chí là đến gần đây ở bộ đôi mới ra, mới gần đây thôi, của Razer là Baseline Ultimate và Viper Ultimate. Chúng ta có một cái sensor lên đến tận 20.000 DPI. Vậy thì đây chẳng phải là một con chuột xịn hay không? Đúng không? Nó chắc chắn nó là một con chuột xịn thì nó mới có thể lên được bằng đấy DPI. Nhưng thực chất con số này chỉ dùng để làm marketing và có phần hơi cú lừa các bạn để các bạn rút tiền ra để mua nó. Và chúng ta không thực sự cần đến những cái công nghệ này nếu như các bạn không sở hữu 16 cái màn hình Full HD để mà dùng hết cái DPI này, hoặc không sử dụng những cái màn hình 16K hay thậm chí là 8K ở thời điểm gần đây, nó rất là đắt đỏ. Hiện nay các bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở trên YouTube những cái video giải thích về DPI là gì. Nhưng mà thôi thì mình sẽ giải thích luôn cho những bạn lười tìm hay là mới tham gia bộ môn chơi gaming gear tốn đạn và tốn thận này. Thì DPI là viết tắt của cụm từ dots per inch, có nghĩa là chấm trên một chấm pixel trên một inch. Thì ngày xưa chúng ta hay sử dụng cái cụm từ là count per inch, nhưng mà bỏ qua nó đi. Thì đơn giản và dễ hiểu nhất thì khi chuột của các bạn di chuyển một khoảng cách là một inch trên bàn thì trỏ chuột sẽ đi qua bao nhiêu dot hay điểm hình trên màn hình. Và các chỉ số như 1.000, 2.000 hay thậm chí là 16.000 DPI thì nó có nghĩa là khi các bạn di chuột một inch trên bàn thì trỏ chuột sẽ đi qua 1.000, 2.000 hay là 16.000 điểm ảnh ở trên màn hình. DPI cao có nghĩa là khi các bạn di chuyển một khoảng ngắn ở trên bàn thì chuột sẽ di chuyển một khoảng dài ở trên màn hình, và ngược lại DPI nhỏ thì khi các bạn di chuyển một khoảng dài ở trên bàn thì chuột sẽ di chuyển một khoảng ngắn ở trên màn hình. Vậy thì với DPI càng cao hay những con chuột có cái mức DPI cao thì chúng ta sẽ không còn phải thao tác nhiều mà vẫn có thể di chuyển được trỏ chuột đến một cái điểm nhất định hay một cái điểm chúng ta muốn ở trên màn hình. Thì với các bạn nó đúng là như vậy, nhưng nếu chỉ thực sự như vậy thì chúng ta chỉ cần đến 4.000 DPI đã quá là thừa thãi rồi so với những cái màn hình hiện nay đang có ở trên thị trường. Ví dụ rõ ràng nhất là ở trong game FPS hay những game bắn súng, khi mà cái tốc độ chuột là cái yếu tố mang tính quan trọng nhất với độ chính xác của game thủ, khi mà phải vỉa chuột và am tâm ở đúng vị trí thì mới có thể bắn hạ được đối thủ. Thì hiện tại mình đang để ở mức DPI là 700 và phải mất đến 2 lần, 3 lần nhấc tay thì mới có thể đi hết một vòng. Còn với mức DPI là 1.800 thì mình chỉ cần di chuyển tầm 10cm là có thể đi hết một vòng màn hình. Và như mình đã nói ở trên thì với 4.000 DPI thì mình đã bắt đầu khó khăn để chọn cái mục tiêu và bắn. Vậy với 16.000 DPI thì sao? Chúng ta hãy cùng xem nhé. Có một ví dụ nhỏ nhỏ bên trên thì mình chắc là các bạn đã hiểu về DPI hay là cái số DPI chúng ta thực sự cần ở trên một con chuột. Và chuột có DPI càng cao thì sẽ càng xịn, nó vừa đúng và cũng vừa sai. Sai thì như ví dụ bên trên mình vừa nói rồi, còn đúng thì để đạt được cái mức DPI cao và giữ được và vẫn giữ được cái sự ổn định
thì cái sensor hay là mắt đọc của con chuột cũng phải tốt theo. Và cái con số này thì nó chỉ đơn giản là để marketing cũng như là để cho các bạn rút tiền ra và mua những sản phẩm mà thôi. Còn thực sự cái giá trị nhất của con chuột nó là ở cái mắt đọc, không cần thiết phải đẩy lên 16 hay là 20.000 DPI, mà chúng ta chỉ cần đến 4.000 DPI như những con chuột của Zowie chỉ cho chúng ta là tầm từ các mốc như là 800 này, 1.200, 1.800 và 3.200 là đã đủ và quá thừa để chúng ta chơi game rồi. Và dòng chuột Zowie là một dòng chuột được rất nhiều những cái game thủ chơi game FPS nổi tiếng hay là những anh em chơi FPS ưa thích sử dụng. Chúng ta sẽ có một số ví dụ về những cái sản phẩm chuột đình đám sở hữu những cái DPI cao ngất ngưởng. Như mình đã nói ở trên thì chúng ta có cặp đôi chuột mới của Razer ở thời điểm hiện tại là Basilisk Ultimate và Viper Ultimate với 20.000 DPI. Lâu hơn một chút thì là G903 và những cái sản phẩm Z Pro với 16.000 DPI và có mắt đọc là Hero 16K. Và khiêm tốn hơn một tí là Vivo 650 chỉ vỏn vẹn có 12.000 DPI mà thôi. Và như mình đã nói ở trên, chúng ta không thực sự cần đến cái số DPI nó quá là cao và ngất ngưởng như thế này. Nhưng mà dù không thực dụng như vậy hay không hữu dụng thì tại sao những cái chỉ số cao ngất ngưởng như này nó vẫn tồn tại và càng ngày càng được đẩy cao hơn? Thì theo thời gian, cái chất lượng của màn hình cũng như là độ phân giải của màn hình đều được các nhà sản xuất đẩy cao lên. Hiện nay chúng ta đã có cái màn hình lên tới 8K với cái độ phân giải hay là cái điểm ảnh trên màn hình vô cùng nhiều, độ sắc nét cũng vô cùng cao. Và để dễ hiểu nhất cho các bạn thì mình sẽ ví dụ trên một loạt màn hình có chung tỷ lệ là 16.9 với kích cỡ là 27 inch. Thì ở độ phân giải Full HD với tỷ lệ màn hình là 1920 chia 1080 pixel thì khi mình di chuột một khoảng là 1 inch trên bàn với tốc độ là 2000 DPI thì nó sẽ di chuyển được một đoạn khoảng là 10 đến 12 cm trên màn hình. 2K ở trên màn hình 2K sẽ đi được 6 cm và 4K chỉ đi được 3 đến 4 cm mà thôi. Chưa kể sau này lên đến 8K thì khả năng chỉ đi được khoảng tầm 1 2 cm gì đấy mà thôi. Thường là với màn hình Full HD thì mình sẽ thường sử dụng là 1200 DPI. 2K như ở nhà mình dùng thì sẽ là 1800 DPI. 4K như home test của màn hình Asus ROG Strix XG438Q 43 inch 4K gần 30 triệu liền thì mình để khoảng 3800 DPI, còn 8K thì hiện tại mình chưa có con màn nào ở đây để test cho các bạn cả. Thì bình thường là với con màn hình Full HD thì mình sẽ sử dụng là vào khoảng 1200 DPI và với màn hình 2K thì sẽ nâng lên một chút với 1800 DPI. Còn với màn hình 4K như hôm trước mình test con màn hình Asus ROG 4K 43 inch này thì nó rơi vào khoảng là 3800 cho đến 4200, là một cái mức DPI khá là cao so với những bạn sử dụng màn hình Full HD. Vì với mức DPI đấy thì chuột đã rất là nhạy rồi và đã khó kiểm soát lắm rồi. Và như vậy thì với những con chuột có DPI cao thì nó sẽ phục vụ tốt hơn với những màn hình có độ phân giải cao. Thì kể cả như vậy thì ở hiện tại với việc sở hữu những màn hình 2K hay 4K, nó đã cho các bạn những cái giá nó không hề rẻ một chút nào và rất khó để sở hữu rồi. Thì tương lai với màn hình 8K hay là N+1K đi nữa thì cái giá nó không hề rẻ. Và để mua một con màn hình chỉ để phục vụ cái mục đích là sử dụng hết cái số DPI là 16.000 hay 20.000, nó là một cái điều khá là vô lý và lãng phí, kể cả các bạn có là một người khá là đẹp trai hay là rất là đẹp trai và xinh gái chăng nữa. Cho nên có thể nói là với những con chuột có DPI cao ngất ngưởng ở tít trên này với 16.000 DPI hay là 20.000 DPI thì ở thời điểm hiện tại chúng ta không thực sự cần nhiều DPI đến thế, và có thể nói là phải ở trong tương lai khá là xa khi mà những màn hình 8K, 16K và N+1K nó phổ biến và rẻ hơn thì chúng ta mới có thể sử dụng đến hết tất cả những cái DPI này. Và bên trên là tất cả những gì về DPI hay là công nghệ tều của số lần này. Các bạn thấy sao về video này? Hãy để lại bình luận ở phía dưới, cũng như đừng quên để lại một like để ủng hộ cho chúng mình nếu như các bạn cảm thấy video này hay và có ích. Và cũng đừng ngần ngại mà để lại một subscribe cũng như bấm vào hình cái chuông ở phía dưới để có thể theo dõi những video mới nhất. Và như thường lệ, mình là Vinh Tokuda, phóng viên sàng sàng tại Hà Nội Computer. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số video tiếp theo.